Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn truy cập cái trang YouTube Cô Trâm Vật Lý Pro để các bạn truy cập bài học từ vật lý lớp 6 cho đến vật lý lớp 12, và cô up bài liên tục cho có những thời gian các bạn nghỉ ở nhà để các bạn có thể truy cập bài, có thể là làm bài một cách liên tục. Và thứ hai nữa là cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm bài sau những video bài học. Sau những video bài học, cô đều có một cái đường link bài tập để củng cố bài học. Các em hãy click vào đường link đó và chúng ta sẽ làm bài tập củng cố. Và qua tuần vừa rồi, cô nhìn thấy là rất là nhiều bạn, rất là ít bạn gửi bài về cho cô. Cũng có lẽ đây là một nguyên nhân, có thể là các bạn không truy cập được cái đường link. Thứ hai nữa, bạn là không biết cách truy cập. Vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn bạn một cách cụ thể. Chúng ta sẽ truy cập kênh YouTube của cô như thế nào. Các bạn vào YouTube, các bạn gõ vào Cô Trâm Vật Lý Pro, các bạn sẽ thấy hiện như thế này. Như vậy thì ở đây các bạn sẽ, nếu bạn nào chưa đăng ký, chúng ta sẽ nhấp vào, nhìn ở đây cái đèn nó sáng ở chỗ đây là người đăng ký, thì các bạn sẽ nhấp vào cái người đăng ký đó để bạn tương tác với cô dễ dàng hơn. Cô giải thích tại sao mà các bạn đăng ký như vậy, thì các bạn quyền lợi cái gì. Thì khi các bạn đăng ký xong, thì mỗi lần cô up bài lên thì các bạn nhấn vào cái chuông này nữa các bạn. Mỗi lần cô up bài lên là các bạn sẽ nhìn thấy được bài của cô. Và thứ hai nữa, nếu quý phụ huynh nào chúng ta quan tâm đến con, bài học của con mình, chúng ta phụ huynh cũng có thể đăng ký vào cái kênh. Và đến giờ mà cô up bài hay là những cái bài học của cô liên quan tới lớp toán lớp 10, hay là lý lớp 10, hoặc lý lớp 6, hoặc lý lớp 12, hoặc là giải đề chẳng hạn, thì quý phụ huynh cũng có thể nhắc nhở con mình để con mình có cái bài học và cái thời gian học một cách hợp lý nhất. Sau khi các em nhấp vào đây thì các em sẽ thấy kênh này, nó sẽ có một cái trang chủ, rồi video, danh sách phát, kênh, cuộc thảo luận, giới thiệu kênh. Như vậy các em sẽ nhìn thấy ở đây là danh sách phát. Các em nhấp vào danh sách phát này, thì trên cái danh sách phát này các em sẽ thấy nè, ở đây là sức khỏe đời sống nè, giải đề thi đại học các năm nè, trò chơi trung vàng 12 nè, đồ thị 12 nè, vật lý 10 nè, vật lý 6 nè, vật lý 9 nè, toán 11 nè, ôn học sinh giỏi 10 nè, và có tất cả các chuyên mục vậy. Sau khi mà các em đã có cái danh sách phát này lên, các em muốn coi cái chủ đề gì, các em muốn coi cái gì, thì các em chỉ cần nhấp vào trong cái đường link này thôi. Vào trong này các bạn sẽ thấy có những cái bài học mà cô up ở đây, các bạn chỉ cần click vào đó, sau các bạn có thể gì học một cách là dễ dàng hơn. Bây giờ cô thấy có một cái đó là quyền lợi các em, nhưng mà cô thấy rất ít các bạn không biết sử dụng, đó là cái hướng dẫn bình luận hay là comment những cái thắc mắc. Tức là sau khi các em xem xong một cái video, các em sẽ thấy có những cái thắc mắc, các em không hiểu bài, hay là các em ví dụ câu đó cô giải sai, hay là các bạn có một phương án nào giải khác, các bạn có thể trao đổi qua đây để chúng ta cùng học tập. Đó là các em sẽ vào, đó là cái kéo hết cái video của cô xuống, ở dưới nó sẽ có một cái câu bình luận công khai, và các em cứ nhấp vào đây để các em gì bình luận được chưa nào. Bình luận các bạn có thể bình luận là các bạn không hiểu nè, hay là các bạn hiểu rồi nè, hay là cô giảng nhanh nè, hay là các em cần một cái sự thắc mắc giải đáp gì của cô, các bạn cứ vào trong đây chúng ta sẽ bình luận. Hello, xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 12. Và theo những cái gì mà cô hứa hẹn với các bạn thì cô sẽ thực hiện. Và các bạn vừa xong một cái chủ đề, đó là cái giao khoa ánh sáng. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập về giao khoa ánh sáng. Và sau khi mà các em xem cái video hướng dẫn xong, các em sẽ thấy ở đó cô chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm. Các bạn sẽ, ở đây chúng ta cần kinh nghiệm. Cái chương này nếu dễ thì các bạn phải nghe kỹ, và các bạn sẽ cần những cái kinh nghiệm mà cô chia sẻ. Ví dụ như chúng ta coi cái cách thức là nửa đơn vị, ví dụ như ta hiểu được các bạn các đại lượng trong biểu thức, đúng ha. Và chúng ta hiểu như thế nào gọi là vân tối, như thế nào gọi là vân sáng. Và sau khi mà các em xem xong video, các em hãy kéo cái video xuống dưới cái phần mô tả. Các bạn nhấp vào video xong có một cái phần mô tả ở phía dưới viết rất là nhiều chữ đó, sẽ có một cái đường link bài tập, và chúng ta lấy cái bài tập đó để ra chúng ta làm. Trong cái phần video cô sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái câu mà các bạn cảm thấy khó, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần đó là giao khoa ánh sáng. Chúng ta sẽ nói về bài tập giao khoa ánh sáng. Và ở đây cô chỉ giới hạn là chúng ta sẽ dùng là cái ánh sáng chỉ có là một bước sóng hoặc gì thôi, hai bước sóng thôi. Còn ba bước sóng trở lên thì các bạn theo dõi là một video khác, được chưa? Bây giờ trước tiên là các em sẽ hiểu về cái hiện tượng giao khoa, thì cô dạy rồi cô sẽ không nói lại. Cô chỉ biết rằng là gì, cô có hai cái khe hẹp S, đó là F1 và F2, được chưa? Cô cho một cái bước sóng có đơn vị là micromet chiếu vào trong một cái khe hẹp S này, và cô sẽ dùng cái bước sóng của cô là trong vùng ánh sáng cả tiếng, đó là 0.38 micromet cho đến là 0.76 micromet. Đó là biến thiên từ màu đỏ, màu tím, màu đỏ cho đến màu gì? Màu tím. Bước sóng cô chỉ do giới hạn trong micromet này thôi, các bạn lưu ý một điểm cho cô nha. Được chưa? Nhớ đấy, không phải đùa. Rồi, hai cái khe S này nè, chúng ta sẽ hiểu đó chính là A, và đơn vị của nó sẽ là milimet.
Được chưa? Trên cái màn quan sát các bạn sẽ hiểu được và chúng ta sẽ có được cái đây là cái màn quan sát. Và cái màn quan sát cho đơn từ 2G cho đến cái màn quan sát này ký hiệu là chữ D và đơn vị của nó sẽ là mét. Và nó từ là 1 mét cho đến là 2,5 mét và cái màn chỉ nằm trong giới hạn đấy thôi. Bởi vì giao thoa là các bạn sẽ thấy các bức xạ này còn cái khoảng cách thì cái khoảng vân nó rất là nhỏ. Được chưa? Và khi mà ánh sáng truyền tới một điểm nào đó trên cái vùng giao thoa này thì chúng ta sẽ có đây là D2 trừ D gì? Đây là D2 trừ 1. Như vậy điều đường đi của nó sẽ thỏa mãn là D2 trừ D1 bằng K lambda thì nó chính là vị trí. Điều đường đi sẽ nó chính là vòng gì? Vùng sáng. Và nếu D2 mà trừ D1 bằng K cộng D1 phần 2 nhân với lại lambda thì các em hiểu đó là chính là vòng tối. Được chưa? Và vị trí vòng sáng và vòng tối em sẽ có đây chính là vòng gì? Trung tâm. Như vậy x sáng là bằng cái gì? Bằng K nhân đi. Và x tối là bằng gì? Bằng K cộng 1 phần 2 nhân với lại gì? Thì trong đó y là gì? Là khoảng vân, là định nghĩa giữa khoảng cách gần nhau nhất giữa hai vân sáng hoặc hai vân gì? Hai vân tối. Và chúng ta có một cái công thức đó là lambda sẽ bằng là IA trên gì? Trên D. Video trước cô đã nói rồi, bạn nào chưa hiểu thì chúng ta quay lại tìm cái video là giao toán sáng này của cô này. Được chưa? Và lúc đó các em sẽ có được là Y của bạn sẽ bằng lambda D chia gì? Và trong cái đó bạn sẽ thấy đây là milimét, đây là đây là micromet, đây là milimet, đây là milimet và đây chính là mét. Và chúng ta hãy nhớ các đơn vị. Đây là milimet, đây là mét, đây là micromet, đây là milimet và đây là milimet. Đó, các em sẽ nhớ các đơn vị dùng cô. Được chưa? Và nếu như nó thỏa mãn một số nguyên lần, tức là cây, giả sử là 1Y, 2Y, 3Y, 4Y thì các em hiểu đó là vân sáng. Và chúng ta sẽ có một cái vị trí là gọi là vân sáng trung tâm và chúng ta sẽ có được 0,5y, 1,5y, 2,5y thì người ta gọi đó là vị trí vân tối. Và vân tối thì sẽ không có vị vân tối trung tâm, được chưa? Và đây cô sẽ giải cụ thể cho các bạn một bài tập, sau đó là cô sẽ cho các bạn đường link phía dưới và dưới là một bài tập trắc nghiệm các bạn nha. Chúng ta sẽ có điểm luôn, cô cho thang điểm luôn và các bạn có hoàn toàn nhấn nút gửi sau đó là các bạn sẽ thấy đáp án ngay. Và tí nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn làm vì trong những tuần qua cô đưa bài tập cô không thấy cái sự phản hồi của các bạn, chứng tỏ một điều là có thể là các bạn chưa hiểu cách làm bài. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một bài ví dụ như thế này. Câu đề như sau. Chúng ta có cái đề, các bạn hãy lấy vở lấy sách làm sao chép cái đề. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng y dân, trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 2mm. Giữa hai khe F1 và F2 là 2mm. Khoảng cách từ hai khe F1, F2 đến màn. Khoảng cách từ hai khe F1, F2 đến màn. Khoảng vân đo được là 1,2mm. Câu 1. Hãy tính bước sóng lambda. Câu 1. Hãy tính bước sóng lambda. Câu số 2. Xác định vân tối thứ 6 và vân tối thứ 6 và vân sáng bậc 5. Hãy xác định vân vị trí vân tối thứ 6, vân sáng bậc 5. Câu số 3. Tính khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp và 7 vân sáng liên tiếp. Tính khoảng cách 10 vân sáng
liên tiếp. Rồi, 7 vân sáng, 7 vân tối liên tiếp. Câu số 4. Tại vị trí các vân trung tâm x các vân trung tâm là bằng x sáng là bằng 5,4 mm. Hãy cho cô biết ngay cái vị trí này tại M này này là sáng hay tối? Là vân sáng hay tối? Hoặc bao nhiêu? Và cái x n này bằng 3,6 mm là vân sáng hay tối? Hoặc bao nhiêu? Số 5. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc 2 bậc 7. Câu số 6. Bây giờ người ta thay, người ta dùng bước sóng lambda này nè. Và người ta cùng dùng thêm một bước sóng lambda phẩy nữa. Tức là bây giờ người ta chiếu dùng cái lambda ở trên này và người ta dùng một lambda phẩy nữa chiếu lên cái hai khe hẹp S này thì sẽ có các cái vị trí phân trùng nhau. Tức là giả sử như màu đỏ với lại màu tím là bây giờ nó không còn là màu đỏ màu tím nữa, khả năng nó sẽ ra một cái màu khác chẳng hạn. Và cái vị trí đó thì người ta nói là bậc 3 của lambda sẽ trùng bậc 4. Bậc 3 ánh sáng hay ra một vân sáng mà trùng với bậc 4 của lambda phẩy. Từ đó các bạn muốn phải tìm gì? Lambda phẩy. Được chưa? Chúng ta sẽ nói rằng là đây người ta đang nói là vân sáng bậc 3 của lambda phẩy m lambda trùng với bậc 4 của lambda gì? Lambda phẩy. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được các cái vị trí mà chúng ta đếm trên ngón tay của chúng ta các bạn nha. Kỹ năng của mình là một là chúng ta để ý đơn vị, hai là chúng ta sẽ hiểu bài toán của mình, nên là chúng ta sẽ đếm trên cái bàn tay của chúng ta ha. Như vậy câu A, câu 1. Chúng ta phân tích cái đề trước em. Khoảng cách giữa hai khe là cái gì? Giữa hai cái khe đó các bạn sẽ nói A chính là bằng 2 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màng các bạn hiểu đó là D bằng 2 mét. Và khoảng vân có nghĩa là chữ Y sẽ bằng là 1,2 mm. Ta sẽ bắt đầu từ câu số 1, đó là lambda thì bằng là gì? IA trên gì? D. Bạn nhớ một thứ này không nào? Rất là dễ nhớ, lambda bằng IA trên D. Và cô nhắc lại, Y của bạn mm, A của bạn bằng mm và D bạn bằng gì? Bằng mét. Thì bước sóng của bạn sẽ là gì? Micromet. Chúng ta không đổi đơn vị các bạn đi nha. Các bạn sẽ có một cái kỹ thuật đó là các bạn nhìn cô làm và các bạn sẽ không phải đổi đơn vị cho chúng ta đổi nối. Như vậy Y là bằng 1,2 nhân với 2 và chúng ta chia cho 2 và kết quả là bằng 1,2 nhân với 2. Khoảng cách giữa hai khe ta có khoảng vân là bằng 1,2 nhân với 2 là nó vẫn đang còn là khoảng vân 1,2 là 2,4, 2,4 chia 2 là vẫn còn 1,2. Vậy chỗ này các bạn sẽ cho cô là cái khoảng cách hai khe là bằng 1 thôi các bạn. Cái đề này nó bị nhầm á. Chỗ này chúng ta sẽ coi như là hai khe là 1 mm. Khoảng cách hai khe rất là nhỏ và chúng ta sẽ có được là 1 và đó chính là 0,6. Tại sao mà cô phát hiện ra cái đề sai các bạn biết không? Đó là do cái ánh sáng mà giao thoa là nó phải nằm từ 0,38 cho đến 0,76 thôi. Nếu các em lên tới 1,2 là nó qua vùng ánh sáng là tia tử ngoại rồi. Như vậy vùng đó thì ánh sáng chúng ta không có nhìn thấy được. Cho nên vì ánh sáng không nhìn thấy thì không bao giờ xảy ra gì giao thoa nha. Như vậy bây giờ ta sẽ có được là gì? Vân tối thứ 6 và vân sáng bậc 5. Như vậy là câu 2. Ta có vân tối thứ 6. Chúng ta đến thứ 6 thì các bạn sẽ làm gì để chúng ta phát hiện ra được là vân tối thứ 6 các bạn nghe nha. Đây nha các bạn. Đây là cái hệ trục trên vân nè. Đây chính là trục X nè. Và đây là vị trí trung tâm là vân sáng này là O nè.
được chưa? Và đây là trục gì? Trục OX nằm đây. Vậy nằm bên trên này là dương và nằm bên dưới là gì? Âm. Tất cả các bài tập ở dưới này cô sẽ hướng dẫn các bạn một cách, đó là chúng ta sẽ đếm. Chúng ta quay lại với cái công thức là các em nhớ công thức bài trước là người. Người ngồi quay lưng trên thì gì? À, đúng không? IA trên gì? Trên D. À, trên thì dưới thì đó là rất là bình thường. Và các em cũng nhớ cái công thức mà lambda này là gì? Người quay lưng thì vô gì? Vô tình. Các bạn cứ thấy là gì? À, gặp khởi gần nhau thì không sao cả, nhưng mà gì? Quay lưng thì sẽ gì? Dẫn đến là gì? Vô tình. Ha. Con người với nhau mà các em, à, các em thấy một điều. Quay lưng là vô tình, mà ngồi lại thì trên thì gì mà gì? Dưới thì gì? Ok, như vậy các bạn đã đọc được những cái câu cái công thức trong vật lý của cô. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì đây? Trên cái tọa độ này cô nói tiếp. Bây giờ vân tối thứ 6 các em sẽ có được là vân sáng này là trung tâm, vân sáng bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 và bậc 6. Bây giờ cô đếm nè, ở đây giữa hai cái này là sẽ có một vân sáng đúng không? Một sáng, một tối, hai tối, ba tối, bốn tối, năm tối và tối thứ 6. Cô sẽ đếm là hai sáng hoặc hai tối là 1 y. Như vậy 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, 5 y và 5,5 y. Như vậy chỗ này các em sẽ có được là ít tối của vân tối thì là 5,5 y. Các bạn sẽ có đây chính là vị trí vân tối. Các bạn nhân y ở đây là bằng gì? 1,2. Xong. Vân sáng bậc 5. Cô đếm này, vân sáng này là gọi là vân sáng trung tâm. Bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 và bậc 5. 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy chúng ta sẽ có được là gì? X sáng là bằng gì? Là mình. Như vậy lưu ý cái vân sáng thì nó sẽ là 5 đi nguyên luôn. Còn vân tối là phải 5 lùi lại. Đúng không? 5 phải gì? 5. Tiếp theo các em sẽ thấy là câu số 3. Tính khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp. Rồi chúng ta có 10 vân sáng liên tiếp, em sẽ đếm cho cô 10 vân. Như vậy chúng ta đếm nè. 10 vân sáng, bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7, bậc 8. Vân sáng 10 vân sáng liên tiếp không em? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10 đúng không? Như vậy hai sáng là 1 y, như vậy chúng ta đếm cho cô 10 vân sáng này các bạn xem nè nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Đếm 1 y, 2 y, 3 y, 4 y, 5 y, 6 y, 7 y, 8 y và 9 y. Các em cứ lùi lại một cái như vậy thì chúng ta sẽ có ở đây là gì? 9 y. Tương tự như 7 vân tối, 2 vân tối liên tiếp cùng 1 y, 7 vân tối liên tiếp sẽ là gì? 6 y. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài số 4 cùng ta. Bài số 4 của các bạn là gì? À, ngay chỗ vị trí là x tại điểm M là bằng 5,4 mm. Và x thì các bạn sẽ còn là x là bằng k nhân y. Như vậy cô lấy x này cô chia cho y là bằng 1,2. Thì cô lấy 5,4 cô chia cho 1,2 thì nó sẽ ra được là bằng 5,4 chia cho 1,2 là bằng 4,5. 4,5 thì các em sẽ hiểu đó chính là 4,5 y. Như vậy đến đây các bạn sẽ thấy là nó là k y thì mới là sáng. Như vậy đến đây các bạn sẽ thấy là tối thứ 5. Các bạn khẳng định cho đúng nha, không các bạn lộn qua là tối thứ 4 là nó sai đấy. À, nên chúng ta phải hiểu bài, à, chúng ta phải cần phải hiểu và có kỹ năng các em nha. Kỹ năng là bài nha. Và ai sẽ là cho các em điểm tựa đây? Chính là gì? Cô trong về lý gì? Rồi, các em thấy hay thì gì? Like thì gì? Subscribe và rồi chia sẻ cho các bạn cùng gì? Cùng xem. Ok, tiếp tục. Cô sẽ có được là 3,xn là 3,6 cô chia cho 1,2 thì nó sẽ còn được là bằng 3. À, bằng 2 chứ, à, đúng không? 3 mà nguyên như vậy thì 3 y. Vậy kết luận là sáng bậc 3. Được chưa? Em thấy được không nào? Đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy nè,
Nếu như mà có cái năm này nè thì chúng ta kết luận là tối, mà không có cái năm này là nguyên thì chúng ta kết luận là gì? Sáng. Giống như cái bài tập giao thoa sóng cơ của bạn cũng vậy, đó là tối. Cực tiểu thì cộng cho 0,5, mà cực đại là chỉ là một số gì, xung nguyên lần bước sóng. Ở đây chúng ta sẽ có nguyên lần đi, ở đây là bán nguyên thì tối, mà nguyên là gì? Nguyên là chính là sáng. Ta tiếp tục qua câu số 5. Câu số 5 của các bạn là gì? Câu số 5 của bạn sẽ là gì? Người ta nói rằng là gì? Tính khoảng cách từ vòng sáng bậc 2 đến vòng sáng bậc 7. Nhưng mà nó xảy ra hai trường hợp là: một là cùng bên so với vòng trung tâm, hai là gì? Sẽ nằm hai phía sau vòng trung tâm. Như vậy cô xét là vòng sáng bậc 2 đến vâng sáng bậc 7 ở cùng bên so với vâng trung tâm. Vậy bây giờ cô sẽ bày cho các em làm nè. Cái bài tập này khó lắm đó các bạn, không hiểu, khó hiểu lắm đó. Bây giờ ta vẽ nè, ở đây là trục x nè. Như vậy chỗ ô của các bạn á, chỗ ô của bạn là chính là vâng trung tâm, người ta gọi đó là vâng sáng trung tâm, được chưa? Bây giờ người ta nói là bậc 2 đến bậc 7, như vậy các em sẽ có này 1 và 2 thì chính là bậc 2. Mà người ta nói là gì? Cùng một bên. Như vậy 2 cho đến 7 mà cùng một bên. 2, 3, 4, 5, 6 và 7 cùng một bên. 2 ở đây, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ở đây. Đến 1, 2, 3, 4, 5 y. Kết quả của bạn chính là x này chính là bằng gì? 5 y. Tức là em sẽ lấy 7 y. Ở đây là 7 y, em trừ đi gì? Thì nó sẽ ra được gì? 5 y. Còn nếu em không hiểu thì em chỉ cần có một cách duy nhất, đó là em làm gì thôi, em trừ hai vé là được, được chưa? Tiếp tục, bây giờ người ta nói là ở hai bên, bây giờ ở đây là cùng một bên, bây giờ hai bên tức là bậc 2 ở đây các em, bậc 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 ở đây. Chúng ta sẽ kéo nè, kéo từ đây xuống đây đó. Như vậy người ta gọi đó là ở hai bên so với vòng trung tâm. Như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 và 9. Như vậy các em sẽ làm gì? Các em lấy 2 đi, các em sẽ cộng cho 7 đi. Và cái đem ta x của các em bây giờ nó sẽ bằng là 9 đi. Như vậy cô nhắc lại một cái kiến thức, đó là nếu mà cùng bên thì bạn sẽ trừ ra, mà nếu khác bên thì bạn cộng lại. Như vậy cô nói rất là dễ hiểu, bậc 2 đến bậc 2 mà nếu cùng bên bạn sẽ là gì? Trừ ra bậc 2 trừ bậc bậc 7 trừ bậc 2 chính là 5 y. Nếu mà khác bên thì bạn sẽ lấy bậc 2 cộng với bậc 7 và nó chính là gì? 7 y. 7 cộng 2 là gì? Là 9. Được chưa? Như vậy đáp án của cô là 7 y và 9 gì? 9 y. Các bạn vẫn hiểu là gì? Giao thoa đúng không? Là gì? Có gì? Cực đại gì? Anh yêu em trong tình yêu vật lý đúng không nào? Cái nhìn đầu hay ý nghĩ giao thoa, những nỗi buồn là cực tiểu khi xa và cực đại là niềm vui em đến. Như vậy hai sóng gặp nhau có thể là tăng cường hoặc là có thể là triệt tiêu. Như vậy hai người gặp nhau thì chắc là biên độ dao động mạnh cũng có khả năng xảy ra là gì? Một là yêu nhau, hai là ghét nhau ha. Một là đội trời chung, hai là không đội gì? Trời chung. Và khi mà đội trời chung như thế, đó chính là biên độ dao động cực gì? Cực đại. Và nó chính là vân gì? Vân sáng. Còn nếu như mà gì? Hai người mà gặp nhau mà không độ trời chung, và nó sẽ là những cái sóng mà gặp nhau đó nó triệt tiêu, đó chính là con gì? Con tối. Các em hiểu không? Sáng và tối. Giao thoa là phải có cực đại, cực tiểu, và sáng là gì? Và tối. Ok, chúng ta tiếp tục câu số 7, câu 6. Câu 6 của các bạn. Câu 6 của các bạn hồi nãy cô cũng nói rồi. Ví dụ vân lambda của bạn hồi nãy ra tính được là 0,6, bạn sẽ có một bước sóng là màu đỏ chẳng hạn. Bây giờ bạn sẽ có một lambda này nữa, đó là giả sử nó trộn với màu tím, thì nó sẽ không còn vân giao thoa của bạn không phải là màu đỏ mà cũng không phải là màu tím, mà nó sẽ có những cái vị trí là gì? Nó trùng nhau giữa màu đỏ và màu tím, các bạn có thể ra được cái màu khác chẳng hạn. Đó chính là quy tắc trộn gì? Trộn màu. Ứng dụng của gì? Giao thoa của gì? Ánh sáng. Được chưa? Như vậy cô có nè, x của anh lambda sẽ trùng với lại x của anh lambda phẩy. Và x sáng là gì? Lưu ý đây là sáng nha, nếu tối là khác nha. Các em sẽ có được là k nhân với lại ki, k phẩy nhân y ki
sẽ bằng là gì? K phẩy nhân với lại gì? Y phẩy. Chúng ta biến đổi là K nhân với lại lambda nhân D chia gì? Chị à, người ngồi thì gì? Quay lưng trên thì gì? Dưới thì cái gì? Bữa trước cô nhắc em chưa? Lambda người ngồi quay lưng trên thì làm gì mà dưới thì làm gì? Ông thầy cô đó ngày xưa đó, ông chỉ cô đó, bây giờ cô không nhớ luôn hả em? Thầy cô bây giờ rất là già rồi nhưng mà cô vẫn còn nhớ. Duyên công thức lambda người ngồi quay lưng trên làm gì, dưới làm gì? Ok, được chưa? Cô quay lại chỗ này chúng ta sẽ có được là K phẩy nhân với lại lambda phẩy nhân D chia gì? Chị à, lúc này hai cái D với A là nó không đổi. Từ đó các bạn sẽ đưa ra một công thức tổng quát mà video sau cô hướng dẫn các bạn. Chắc chắn là cô phải đưa cho các bạn đó là một cái video sau về cái sự vân trùng nhau nè em. Đếm thử có bao nhiêu màu đỏ ở đây, có đếm có bao nhiêu màu đỏ trên mặt cho Khoa, có bao nhiêu màu tím trên mặt cho Khoa và có bao nhiêu vân sáng trùng với vân trung tâm, có nghĩa là màu đỏ trùng với là gì, màu tím nó ra màu đen chẳng hạn, thì các em sẽ có được là 3 nhân với 0.6 thì bằng 4 nhân với lại lambda phẩy. Từ đó các bạn sẽ có lambda phẩy chính là 3 nhân với lại 0.6 chia cho 4 nhân 4 đúng không, và 18 chia 4 là nó còn bằng 0.4 micromet. Và đây chính là sáng màu gì? Màu tím. Trên kia là màu đỏ. Vậy tới sự trùng nhau giữa màu tím là gì? Màu đỏ. Ok các bạn ơi, cô chia sẻ với các bạn bài tập và cô thấy là cái tình hình giật cứng của các bạn ngày càng căng thẳng đó các bạn. Các bạn không lo lắng nhưng cô rất là gì? Rất là lo lắng. Và cô rất là nhớ các bạn và cô muốn các bạn là gì? Lấy sách vở ra chỉ có là gì thôi. Chúng ta chỉ giải một coi xem cô giải các bài tập. Bài nào chúng ta chưa hiểu thì chúng ta tua lại chúng ta xem lại. Và phần dưới cái phần bình luận của cô, phần dưới cái phần mô tả của cô có bài tập kèm theo. Và các em nhớ là làm bài tập đó, được chưa? Để các bạn hệ thống kiến thức và kiến thức của bạn nó sẽ không gián đoạn trong những ngày nghỉ lễ như thế này, nghỉ cúng như thế này. Ok, chúc các bạn làm gì? Thành công. Sau khi mà các em là học coi xong cái video của cô thì các em sẽ thấy ở kéo cái video này xuống, các bạn sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh như thế này. Thì bạn thấy được là cái ở cái đoạn này nè, các bạn nhấp vào trong cái đoạn này đó, các bạn sẽ nhấp vào đây thì đây được gọi là cái phần là mô tả. Cái phần mô tả là như thế này các em. Cô ví dụ như ở đây là cái bài của lớp 10 là cái bài động năng hôm tuần trước chúng ta học chẳng hạn. Đây, các em sẽ có một cái đường link xanh xanh này nè các bạn, đường link xanh xanh này nè. Các em nhấp vào cái đường link xanh xanh này chính là cái đường link mà chúng ta sẽ làm bài tập củng cố. Cái bài tập củng cố là như thế này, các bạn có cái chỗ là ghi họ tên, các bạn sẽ ghi vào đây là họ tên của mình. Và bên này gần ở đây này các bạn sẽ ghi lớp 5A, lớp 10A, 10B, 10C gì đó, hoặc là một cái địa chỉ liên hệ, được chưa? Trên này cái đề, sau cái đề thì các bạn sẽ có như cái phần đó là những câu 1, câu 2, câu 3. Trắc nghiệm các bạn chỉ cần đơn giản là lít vào trong cái đáp án A hay B hay C mình đã chọn. Sau khi các em làm xong A hay B hay C thì các bạn sẽ có một cái nút gửi, các em nhấn vào nút gửi cho cô là ok. Sau nút gửi này các bạn sẽ thấy hiện lên cái số câu đúng của mình. Các bạn có thể chấm được bài của mình. Và nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn hãy comment ở phía dưới đề dưới cái phần nhận xét hồi nãy cô nói đó, để các em hỏi cô này, các em hỏi các bạn, được chưa? Trong cái phần này chúng ta có thể là trao đổi với nhau rất dễ dàng. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái phần hướng dẫn của cô như vậy. Cô hy vọng là các bạn sẽ vô đây, vô trang YouTube của cô để các bạn tương tác với cô một cách dễ dàng. Và có thể là qua những cái bài học của cô, các bạn hãy nên dừng lại và các bạn hãy làm bài tập củng cố xem là mình đã làm được bao nhiêu. Và cái quan trọng hơn hết, không phải chúng ta hơn bạn mình, không phải hơn người khác, mà hơn chính bản thân mình đó. Mỗi ngày chúng ta sẽ học được một ít và chúng ta sẽ thấy rằng là một cái sự tiến bộ trong mình, đó mới là quan trọng nhất. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video. Câu 17 là khoảng cách giữa hai khe là 0,5, D là 2 mét và lambda bằng 0,5 micromet. Và bề rộng của trường giao thoa ký hiệu là L bằng 18 mm. Để tính x chúng ta lấy bề rộng chia 2 là 9 mm và làm bài tập tương tự, cô lấy 9 cô chia cho y và nó bằng là 4,5, thì cô kết luận đó là vân tối thứ tư. Và thứ tư thì các bạn sẽ thấy là trên bề rộng trường giao thoa của các bạn sẽ có được là chia ra làm 2 và đối xứng có vân trung tâm. Như vậy là vân sáng thứ 4. Như vậy 4 với 4 là 10, là 8 cộng 1 là 9. Như vậy cô kết luận là 9 vân sáng. Và tương tự như tối 5, trên 5, dưới 5 và không có 10. Như không có vân tối trung tâm nên nó là 10. 10 cộng với 18 sẽ là 28. 10 cộng với lại 8 chứ. 10 cộng với 9 là 19 vân. Câu số 20 của các bạn là như sau. Khoảng A của bạn là 2 mét, D của bạn là
2 mm và D bằng 2 m. Bước sóng lambda 1 bằng 0,4 micromet, lambda 2 bằng 600 nanomet và bằng 0,6 micromet. Tại vị trí x, m là bằng 14,2 mm và xn là 5,3 mm. Ở đây bài tập của các bạn là vân giao thoa của vị trí vân trùng với vân trung tâm, tức là hai vân này sáng trùng nhau và các cái vị trí trùng nó sẽ giống như vân trung tâm. Và ở đây là khác phía, vì nó trùng nên x1 bằng x2, từ đó các bạn có k1 lambda 1 bằng k2 lambda 2. Là K1 trên K2 bằng lambda 2 trên lambda 1 và các bạn sẽ bằng 3 phần 2. Và cô để nhắc lại, các bạn chỉ nhìn vào cái là K1 thôi. Như vậy cô thấy K1 bằng 3, như vậy cô có 3 lần Y1 và bằng 2 lần K2 là bằng 2, 2 lần Y2. Và cô cũng tương tự như vậy, cô lấy XM cô chia cho cái vị trí X đó chính là 3Y1 thì cô bằng là 11,83. 11,83 thì cô sẽ kết luận là vân sáng bậc 11 và vân tối thứ 12. Tại vì 83 là trên khỏi là 11,5 rồi. Vậy xn chia cho 3y1 tương tự vậy cô bằng 4,1 và vân sáng bậc 4 và vân tối thứ 4. Vậy khác phía, tức là cô sẽ thực hiện đó là cộng lại. Ở trên là 11 vân sáng, ở dưới là 4 vân sáng nữa. 11 sáng ở trên cộng với 4 sáng ở dưới là 15. 15